Alo, alo, Đình Thái xin chào cho tất cả những anh em luôn đồng hành, mua sắm và ủng hộ. Hôm nay em sẽ gửi tới các anh những cái bảng màu, cái màu thực tế ở trên gỗ các anh nha. Vì em cũng nói qua rằng là trong cái suốt thời gian em bán thì là nó không được rõ ràng cho lắm, là vì cái bảng màu của nó, mà rồi em cũng không, nói chung là mình cũng chưa biết, vì những thứ này nó hơi lạ lẫm với các anh cũng như bản thân em. Và rồi đầu clip ngày hôm nay thì em nghĩ rằng là em sẽ gửi cho anh, cho tất cả những anh đã mua và những anh đã chưa mua, để không còn phải đắn đo ha. Em nói rõ về những cái sản phẩm này. Đầu tiên thì em cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ. Rồi như thường lệ thì em sẽ gửi số điện thoại, rồi số tài khoản, các anh chuyển khoản em bao ship nha. Rồi kế đến thì là em gửi tới các anh những dòng dầu, mình gọi là dầu bóng đi ha, mà dầu này mình gọi là dầu bóng. Dầu này thì là họ chỉ dùng quét bằng cọ nha, các anh lấy benzo quét thôi ha, lấy cái cọ quét, rồi mình quét xong rồi mình rửa bằng nước thôi, tại vì nó không có cồn và nó cũng không có xăng trong chỗ này đâu, tại vì cái gốc tự nhiên bằng dầu, mà nó là bằng dầu lanh hay là bằng thứ dầu dầu gì đó. Và cái thương hiệu này á, các anh về bấm cái bản dịch thì là họ viết trên này rằng là cái chất lượng này là năm 1849, có nghĩa rằng là cái tiêu chuẩn và cái sử dụng của họ đã từ rất là lâu rồi các anh nhé, hàng hơn hơn 100 năm qua rồi. Còn đây là cái bảng màu của nó, mà rồi là trong suốt cái thời gian vừa qua thì là em bán như rồi nó cũng chưa có cái hình ảnh thực tế để cho các anh vào xem và đang còn đắn đo và cũng chưa hiểu được nó, và bản thân em cũng vậy. Rồi trong cái những cái phần hướng dẫn này của họ này ha, quét bằng cọ nha, không để lại dấu chỗ nha các anh nha, không bong chóc nè, không nứt nẻ nè, chất lượng là từ năm 1849 và hàng này là xuất xứ từ Mỹ nha. Mã này là mã vạch, mã này là mã cốt của nó, mã số 0 và made in USA. Còn bên này là cái chữ này là chữ chữ nội địa ha, nội địa Mỹ đó. Còn trong này, ở trên những phần này là người ta hướng dẫn nha, về các anh nha, bấm ra dịch nha, bấm ra cái tự dịch để rồi nó sẽ dịch qua tiếng Việt ha, có nghĩa rằng là từ 8 tới 10 tiếng thì mình mới quét lại, quét một nước xong rồi mình quét lại ha, và sau 72 giờ thì mình mới sử dụng được ha, 72 tiếng sau, có nghĩa là 3 ngày. Còn cái dung tích của nó là cái dung tích 946 mi ha. Chẳng hạn như cái lon này ha, thì họ ghi rằng là từ 9 cho tới 14 mét vuông cho một cái lon như thế này. Giá em bán là 190 ngàn. Các anh lấy một lon thì cộng vô 20 ngàn tiền ship. Các anh lấy hai lon, hai lon nào cũng được hết, miễn là lấy hai lon thì em bao ship nha. Còn cái màu của nó đây ha, cái bảng màu này nó gọi là cái màu nhạt đó nha, cái màu nhạt nó không phải là cái gốc, nó không phải là gốc tự nhiên nha, nó hơi so với cái màu tự nhiên thì nó nếu mà mình đánh lên gỗ á, thì là nó ra cái màu này. Cái miếng ván này ha, là miếng ván chàm ha các anh, miếng ván chàm em chà sạch đi nha, miếng ván ghép, miếng gỗ ghép chàm em chà sạch đi hai mặt. Cái mặt này thì là cái mặt nguyên của nó ha, cái mặt gỗ này là cái miếng gỗ tự nhiên mà em để nguyên nó như vậy. Còn cái mặt này là em đã quét rồi ha, cái nước này á, là cái nước em đã quét qua. Còn cái nước này thì đã là cái nước hai rồi đó các anh, nhưng mà cái nước hai của nó thì có chỗ nó bóng và chỗ chưa bóng, những cái sớ này nè, những số ghép, chỗ ghép này thì nó chưa bóng, thì em chỉ trình bày ha, em chỉ trình bày cái phần màu sắc của nó thôi, còn cái phần mà bóng của nó thì là nơi cái dụng cụ của các anh quét đó. Quét một nước xong rồi là 10 tiếng sau các anh sẽ quét lại đó. Còn đó là những ván mới. Còn những ván cũ chẳng hạn như là cái giường hay là cái bàn của nhà mình đó thì nó đã có sẵn rồi ha, mình chỉ còn quét qua, quét nhẹ qua nữa là ok đó, nó không có rút nữa hả đó. Còn đây là cái màu thực tế của nó, của cái lon này đó, các anh nhìn thấy chưa chất liệu này là chất liệu Mỹ ha, năm 1800, chất lượng của nó là năm 1849, là người ta đã sử dụng những cái dòng dòng dầu này rồi ha, đó, những dòng dầu này rồi. Còn bây giờ thì
nó mới sản xuất là rồi nó bán không trôi đi, hay là nó ế ẩm gì đó rồi nó tồn kho, rồi nó sell, rồi nó off, rồi nó off nhiều lần rồi nó về tới Việt Nam ha. Và bây giờ thì em sẽ gửi tới các anh. Còn các anh hỏi cái đát của nó thì nó không có đát nha, nó không có đát. Đó, có nghĩa là các anh dùng dùng 1 năm, 2 năm, 3 năm, hay là có thể là mình thử nghiệm nó là 4 năm rồi nó còn cái công dụng của nó không ha. Chứ còn bây giờ thì họ không để đát các anh nhé. Đó, nó không có để đát Made in USA nha, mã số 0, đây là mã vạch đó. Còn đây là cái màu thực tế để cho anh chọn nha. Đó, miếng ván này là miếng ván chàm nha, em chà sạch đó và em quét nó lên đó, các anh nhìn xa được không? Đó, nó là như vậy đó, nó cũng để lại cái màu thật của gỗ luôn, cái vân gỗ. Các có nghĩa là cái màu này các anh có thể là dùng được cho giường hương, ván, bàn ghế hương, hoặc là gỗ thông đó. Các anh muốn để lại cái vân của nó thì quét cái màu này ha. À, màu này đó, đây là cái màu thực tế nhất mà bây giờ em đã làm và gửi tới các anh ha. Những anh đã mua rồi mà chưa sử dụng, hoặc là những anh mà chưa mua thì còn là cái bản thực tế của nó, rồi em sẽ gửi đóng hàng cho các anh ha. Em gửi tới các anh phải nguyên vẹn hoàn hảo nha, còn mà xì vỡ gì đó thì là em không tính tiền đó. Như vừa rồi thì em có gửi đi Nghệ An một một lon, nhưng mà rồi cái lon đó thì nói chung là nó cũng bị trục trặc từ đầu, như là cái lon ở góc đó. Đó, nó không có đủ tiêu chuẩn để mà em đăng, em chỉ nói qua thôi rồi em đóng đi, nhưng mà rồi cũng không đến nơi đến chốn thì em cũng phải trừ một cái lon đó cho khách. Nó các anh yên tâm ha. Còn cái lon thứ hai này, cái màu thứ hai này thì là họ 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 viết ở trên này á, là cherry ha. Cái màu này là màu cherry, còn cái từ của Việt Nam mình thì là cái màu này là màu cánh gián các anh ha. Đó, các anh nhìn xem này, màu cánh gián các anh nha. Đó, gỗ giường á, những gỗ giường tạp bằng lăng gì á, đây là cái mặt mặt thật của nó này. Đó, cái mặt mà em đã chà sạch rồi nè. Đó, em cho vô máy chà, em chà đi thôi ha, rồi em sẽ phủ lên để em lấy được cái màu thực tế của nó để các anh dễ lựa chọn hơn ha. Thì nó có 4 cái tông màu thôi, nhưng mà cái tông màu tự nhiên thì em không còn. Đó, cái tông màu tự nhiên thì em không còn nha, chỉ còn là cái màu nhạt này ha. Màu nhạt này nó cũng 1 8 1 10 với cái màu tự nhiên. Và cái màu thứ hai này là cái màu cherry, mình gọi là cái màu cánh gián ha các anh ha. Đó, các anh nhìn xem ha, bản gốc của nó đây. Ván này là mặt mặt tự nhiên nè, cái mặt ván mình em chà ra, còn cái mặt này thì em đã phủ đó để cho các anh nhìn coi có đúng đúng là cái màu cánh gián không, đúng cái màu giường, màu bàn, hay là cái màu mà các anh muốn làm không ha. Thì giá em bán cũng vậy ha, cũng một lon là 190 cộng 20.000 tiền ship, còn 2 lon là 380 em gửi đến nhà. Và một thùng anh lấy 6 lon một thùng là 1 triệu 1. Đó, như vậy ha, em sẽ gia giảm một chút lúc, các anh càng lấy nhiều thì nó có cái sự gia giảm một chút tiền trong đó, các anh yên tâm ha. Em sẽ đóng và gửi tới các anh. Rồi, cái màu thứ ba là cái màu thứ ba là cái màu này. Cái màu thứ ba là cái màu này. Ồ, không phải rồi, đâu rồi? Ồ, nó nằm xa trong tầm tay em rồi. Các anh chờ chút nha, để em coi thử coi phải phải không. Đây, màu nó đây. Cái màu thứ ba này nó gọi là cái màu, nó ghi là chữ màu red. Em dịch ra là cái màu đậm ha. Cái màu đậm mà nó gọi là, nó dịch qua tiếng Việt mình nó là gu ha. Là cái màu đỏ gu. Đó, đây. Đây là cái bảng màu của nó nè. Đó. Cũng là một miếng ván chàm thôi, em cắt ra ha. Và em chà sạch đi 3 màu. Đây là cái mặt gỗ của nó. Cái mặt ván của nó này. Cái mặt ván khi em làm sạch em để nguyên như vậy ha. Còn cái thứ hai là em quay qua đây. Đó, để em phủ màu lên để cho các anh biết rằng là cái màu thực tế của cái lon này. Tất nhiên là có 3 màu ha. Đó. Cái màu này là nó cũng có nhiều ở ở giường ha, ở tủ nhà mình ha. Giường tủ người ta cũng phủ cái màu đậm này đó. Các anh nào là đã có cái màu nền đó rồi thì lấy cái màu này ha, màu đậm này đó, các anh xem ha, màu đậm này là cái lon này. Nhưng mà cái lon này thì em không còn lon lớn, em chỉ còn lon bé thôi. 2 lon bé này thì bằng 1 lon lớn à, nó dung tích của nó là 473 ml, còn cái lon này là 946 ml, nó chia 2 đó để các anh
cái lon mà cái lon nhỏ đây nè, cái lon nhỏ cherry này nè, thì em cũng có lon nhỏ. Đó, cái màu cherry này em cũng có lon nhỏ. Đó, nên là anh nào linh động làm việc á thì có thể là nhắn tin cho em ha. Lấy chè màu cherry mà lấy mấy lon nhỏ ha. Làm đến đâu thì mở đến đó, nhưng mà các anh yên tâm ha. Cái đát của nó thì không có, với lại cái phần nắp này nè. Cái phần nắp của Mỹ này thì nó rất là kín các anh. Rất là kín luôn ha. Rất là kín. Rất là kín, nên là các anh chỉ để trong mát thôi ha, làm việc ở trong kho của mình đó. Rồi làm cái cán, cái cán bay, cán sẻn, cán dao, cán rụa, cán đục, cán búa gì đó thì các anh chỉ việc lấy chổi quét qua là xong ha. Rồi quét qua rồi xong rồi là các anh rửa đi ha, rửa, lấy nước rửa thôi. Để dưới vòi nước là rửa sạch đi. Nó không có cồn mà nó cũng không có xăng, nên các anh yên tâm mà làm với nó thôi. Tại vì tiêu chuẩn của Mỹ là số 1 mà. Đó, mình dùng thử cho các anh nhé. Tại vì cái lô hàng này thì cái lô hàng bãi, nó về thì em nghĩ là chỉ có một lần thôi các anh. Hàng bãi thường thường nó như vậy, nó tồn về thì nó có một lần thôi. Chẳng hạn như cái búa, cái kìm thì họ sản xuất nhiều, chứ còn những cái đồ đó, đồ mà sơn hay là những cái thứ gì đó, máy mài nước thì nó chỉ lốp đốp một vài cái vậy thôi, chứ nó không có sản xuất nhiều. Còn cái thứ này là cái thứ hàng tồn đi đó. Nên là các anh mà anh dùng nào dùng nhiều thì ủng hộ em ha. Để cảm thấy mà xài mà nó hiệu quả được cho sức khỏe thì đến khi mà nó khô rồi thì các anh vẫn thấy cái mùi thơm của nó ha. Cái mùi thơm của dầu, dầu lanh hay là dầu mè hay là dầu gì đó mà họ tích hợp ở trong này. Đó, bây giờ một lần nữa thì em sẽ kê lại ba cái bảng màu ha. Đó, các anh muốn đó, màu thực tế nè. Đó, màu nhạt nè. Đó, rồi màu cánh gián nè, là màu gụ nè. Đó, ba màu bám, ba màu. Rồi, đây là cái màu thực tế của trên ván luôn nha. Trên ván luôn. Và rồi cái những cái sản phẩm của nhà mình nó màu nào thì các anh lấy màu đó. Rồi, vậy là đã xong. Bây giờ em đã làm trọn được cái clip này ha. Anh nào chưa đã mua rồi mà chưa sử dụng thì coi qua. Rồi anh nào mà đang còn đắn đo thì là thấy cái màu thực tế đó thì là ủng hộ em. Cất rồi đến Tết rồi mình lau lại cho cái bàn, cái ghế nhà mình. Còn đây là số tài khoản của em, số Zalo và số điện thoại đây. Đó, còn đây thì là em còn hai lon ha. Hai lon này là hai lon của ngoài trời. Hai lon ngoài trời các anh nhé, 250 một lon. Đó, 250 một lon. Đó, lon này dùng cho bàn ghế ở ngoài trời các anh nhé. Ở ngoài sân vườn, tượng gì đó, những cái tượng gỗ hay là những thứ gì ngoài gỗ ở ngoài trời. Thì đây là ngoại thất nha các anh nhé, để ngoài trời nè các anh nhé, ngoại thất. Đó, thì cái màu của nó thì em cũng chưa lấy ra để mà em test, thì đây là cái màu gỗ nó đây ha. Đó, màu gỗ nó đây nè. Đó, màu gỗ của nó đó. Nó cũng là màu tự nhiên đó các anh. Đó, em còn hai lon thôi. Còn cái lon mà lon màu gốc á, cái lon màu tự nhiên á thì vừa rồi thì là em có được 4 lon thôi mà em bán hết rồi. Em bán hết rồi. Nhưng mà trong cái lô em lấy á thì nó có một thùng, nhưng mà nó không có đủ tiêu chuẩn để giao các anh nè. Tại vì cái lon nó bị rét á, nó nằm ở cuối cùng á. Nó nằm ở dưới cùng thì nó bị sét. Các anh nhìn xem nè. Đó. Cái màu này là cái màu tự nhiên nha các anh nha. Cái màu gốc tự nhiên đó. Để các anh dùng ở trên bơm rồi trên gỗ bơm trên ván thông, những cái thứ gì mà các anh muốn giữ lại cái vân của nó. Thì anh dùng cái này. Nhưng mà vì nó bị sét nè. Đó. Nên là không có đóng đi được. Nên vừa rồi là em đóng đi hai lon. Nhưng mà có một vị khách là nói rằng là hãy mở ra. Rồi cho cái bao ni lông vô trong này. Rồi chế vô lại, rồi đẩy nắp lại, gửi đi. Thì cái lon đó thành công. Còn một lon nữa, em không có làm như vậy. Thì vì em sợ nó không được cái ý của cái người mua. Nên là em để vậy mà em gửi đi thôi. Rồi nó cũng bị xì đó anh nhá. Nó bị xì thì khách nói rằng là nó bị chảy hết rồi. Thì em không có tính tiền cái lon đó. Nói chung là em mất đi một lon. Rồi anh nào cần cái lon tự nhiên này ha. Cái lon tự nhiên này thì em còn lại là 4 lon. Đó, hai lon em gửi rồi, còn lại hai lon nữa. Còn lại hai lon nữa mà nếu các anh nào mà bằng lòng mà lấy thì em sẽ mở ra và em sẽ cho cái túi ni lông vô trong này. Rồi em chế dầu vô lại, rồi em sẽ đóng gói em gửi đi. Đó. Thì như vậy nó mới an toàn thôi. Chứ không thì nó cứ xúc như vậy họ ném á. Họ ném thì nó sẽ bị bịt ra ha. Đó, nó bịt ra. Em sẽ làm sạch những phần này, em sẽ sơn lại cho nó sạch sẽ phần này. Các anh yên tâm nha. Em có 4 lon màu tự nhiên thôi.
thì đúng ra thì nó không có đủ tiêu chuẩn để mà mình đăng lên, tại vì những lon đẹp như thế này cơ đó thì mới đủ tiêu chuẩn để gửi tới các anh đó. Rồi Đình Thái một lần nữa xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả mọi người. Khen chê như thế nào đó thì các anh đồng hành với em, cho em một cái ngón tay cái hay là cái món chỉ lên chỉ xuống gì đó để có cái sự tương tác, mà khi em đăng bài thì các anh sẽ nhận được cái tin nhắn của YouTube nó gửi tới các anh. Các anh mở ra xem, coi như là một kênh là giải trí thì ha, không buộc mình phải mua đâu. Em nghĩ là như vậy, coi như là nếu mà mình yêu thích những cái dụng cụ đồ kim khí thì hay là những cái dụng cụ gì đó mà mình đang cần thì nói chung là coi hết những cái chương trình khác rồi thì mình mở ra mình xem cũng được. Rồi Đình Thái xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả mọi người. Cảm ơn các anh thật nhiều.